kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Thời tiết đô thị ngày 26 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, từ đêm ngày hôm qua thì giải mây dông phía Bắc được hình thành giữa ranh giới hai khối khí nóng và lạnh đã tiến sát vào biên giới Việt Trung, gây ra mưa rào và dông cho khu vực Việt Bắc, Đông Bắc. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ tố lốc, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Sáng nay thì vùng mưa sẽ tiếp tục lan rộng hơn xuống phía Nam đồng bằng cũng như là lan xuống đến khu vực Tây Bắc. Nhìn chung thì thời tiết ngày hôm nay không thuận lợi cho giao thông đường dài. Vùng có mưa vừa mưa to sẽ xuất hiện và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong ngày, đặc biệt là hoạt động tại các khu vực chợ vùng cao. Mưa dông có thể sẽ kéo sang ngày 27. Dự báo nhiệt độ ngày hôm nay sẽ giảm mạnh, cao nhất chỉ còn ở mức là dưới 33 độ và nắng nóng tạm thời chấm dứt. Thưa quý vị, cùng với sự di chuyển dần xuống phía Nam của giải mây dông cũng khiến cho mưa rào có khả năng sẽ xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Hà Tĩnh. Tại đây trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh thành cũng giảm xuống còn 33 đến 35 độ, nắng nóng tạm thời gián đoạn. Sang ngày 27 thì mưa có khả năng sẽ tăng hơn ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Còn đối với các tỉnh khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, trong ngày hôm nay và ngày mai thì xu thế nắng nóng cũng giảm hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ, rất ít điểm nóng trên 37 độ. Khu vực còn lại, đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết vẫn khá thuận lợi trong khoảng thời gian từ sáng đến 16 giờ chiều khi mà trời có nắng và ít mưa. Sau đó thì chiều tối mây dông sẽ kéo đến và cho mưa rào và dông cho khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng có sấm chớp và gió giật mạnh. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, như vậy là do sự tranh chấp của hai khối khí có tính chất vật lý ngược nhau nên mưa dông cũng sẽ lan xuống đến thủ đô Hà Nội và toàn bộ vùng Nam đồng bằng, đặc biệt là vùng ven biển từ Nam Định đến Thái Bình sẽ có mưa dông kèm theo gió giật mạnh, rất không thuận lợi cho việc lưu thông đường dài, vận chuyển hàng hóa. Với tác động của giải mưa thì nhiệt độ sẽ giảm đáng kể. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay tại Hà Nội chỉ trong khoảng là 30 đến 32 độ, trời mát mẻ hơn hẳn, đồng thời độ ẩm cũng tăng cao. Thời điểm chiều tối và đêm được dự báo là thường có mưa rào xảy ra. Quý vị khi lưu thông thì cần mang vật dụng che mưa và tránh di chuyển vào những con phố nhỏ hẹp, đặc biệt là vào giờ tan tầm, có thể sẽ dẫn tới ùn tắc đường cục bộ. Thưa quý vị, cũng do ảnh hưởng của giải thời tiết mây dông gây mưa nên khu vực thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay có thời tiết xấu, rất không thuận lợi cho hoạt động tại các bến cảng. Ngoài ra thì vùng ven biển mặc dù không có gió đông nam quá mạnh nhưng mà thời tiết mưa dông sẽ làm giảm tầm nhìn, ngoài ra còn kèm theo gió giật mạnh. Tuy nhiên nhờ có mưa thì nhiệt độ tại thành phố cảng ngày hôm nay giảm xuống xấp xỉ 30 độ, trời mát mẻ, độ ẩm không khí dồi dào. Đến với khu vực miền Trung, thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay không có nhiều khác biệt. Ban ngày thì trời vẫn có nắng từ rất sớm. Nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 34 đến 35 độ. Nắng nóng có biểu hiện giảm nhẹ. Riêng với vùng nằm sát biển thì nhiệt độ chỉ trong khoảng là 32-33 độ. Bầu không khí mát mẻ về đêm và sáng do hoạt động của trường gió Đông Nam đưa lượng hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền. Nhìn chung thì thời tiết ngày hôm nay cũng không có mưa. Các hoạt động cập cảng của các tàu cá tại cảng Thọ Quang sẽ khá là thuận lợi đối với ngư dân. Vùng ven biển thì hướng ra ngoài 110 độ kinh đông, có thời tiết tốt, không mưa, tầm nhìn xa thoáng, sóng biển êm với gió đông nam ở cấp 4. Còn thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ít có sự thay đổi, ngày nắng sớm, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34-35 độ, chiều tối có mưa rào và dông, mưa xảy ra đúng giờ tan tầm nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Quý vị và các bạn nên chọn cho mình những lộ trình phù hợp để tránh hiện tượng ùn tắc đường. Ngoài ra có thể chờ khi mà mưa ngớt thì hãy tham gia lưu thông vì những cơn mưa đầu hè thường kèm theo các hiện tượng thời tiết như là gió giật gây nguy hiểm cho các phương tiện. Đêm nay, thành phố giảm mưa, nền nhiệt giảm xuống mức là 26 độ, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Cuối cùng là thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay thời tiết tại đây có nắng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ trong khoảng là 34 độ. Tuy nhiên chỉ khoảng ngoài 16 giờ chiều nay là mây dông có khả năng sẽ hình thành, không chỉ riêng tại Cần Thơ mà còn xuất hiện ở các tỉnh lân cận như là Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu. Dự báo thời điểm xuất hiện mưa rào là từ khoảng 17 giờ chiều cho đến 19 giờ tối, nên khi lưu thông thì chúng ta nên mang theo vật dụng che mưa và cảnh giác với khả năng có sấm chớp và gió giật mạnh trong cơn dông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin thời tiết tiếp theo.